lỗi tại tôi. Đừng có tìm cách níu kéo họ khi họ đã ra đi. Và mình dạy, mình đào tạo cho người ta đã đời rồi, người ta bỏ mình đi. Như vậy thì coi coi mình đào tạo họ như thế nào. Vậy thôi à, tại và gì à, cứ lắng lại đi thì sẽ thấy được. Còn chưa lắng lại đừng có đi tìm cái gì mất công lắm. Trong khi mình kêu người ta ở lại, người ta níu người ta lại, níu lại làm gì? Trong khi đó đó, mình chưa phải là cục 500 mà mình kêu hít được người ta là hít mình sao? Mà mình nói luôn cho nhà mình biết nha, đặc biệt là hai cái chữ hệ thống, mình nói xin lỗi nha, cuộc đời của mình bây giờ mình không có ghét thương gì đâu, nhưng mà mình không biết dùng cái từ gì với hai từ hệ thống. Mình nghe hai cái từ này đó mình muốn xóa đi khỏi cái não của mình cơ. Chứ thực sự ra cái từ hệ thống này nó hay lắm, làm cái gì nó phải có hệ thống thì nó mới thành công. Nhưng mà bây giờ đó, nghe hai chữ hệ thống này tự nhiên muốn xóa nó ra khỏi cái não của mình kìa. Tại sao vậy? Tại vì hai cái chữ hệ thống này mắc kẹt người ta ở lại. Nó giống như ngày xưa làm cò đất cũng vậy. Tự nhiên cái nền này mình biết rồi, tự nhiên nó lại nó nói một cái. Mà mình không có khôn ngoan, mình nói ơi cái này tôi biết trước rồi nha, thì coi như mai mốt ai mua nó tự nhiên nó lại nó đòi mình tiền cò. Nó nói là hôm đó nó báo mình, ủa ai bượng mày báo. Thì cái hệ thống này y chang, nó giống vậy nè. Ở đâu vô á mà tự nhiên chỉ cái gì là coi như vì mang ơn người đó là phải theo người đó suốt đời và phải chết với người đó. Tại sao kỳ gì, tư duy gì mà lạ vậy? Cho nên là mình cảm thấy rằng là hai cái chữ này bây giờ nó biến người ta thành một cái gì đó, nó giống như là cái bẫy chuột mà keo dính chuột, cái con chuột bắt cho đó là dính nó luôn á, không có đi ra được. Mình thấy mình thương lắm, có những người rất là trăn trở bước ra một cái gì đó cho nó tốt hơn thì lại sợ. Tại vì nhờ người ta mình mới biết đến, nó khổ như vậy chứ. Cách đây mấy hôm mình có tâm sự với một chị mà xong tự nhiên mình cảm thấy là mình có một cái gì, có một cái nếp gốc gì với cái chị đó. Mình thấy tại sao chị không có nghĩ ra được ta, tại sao vậy ta, mà mình nói sâu hơn nữa thì mình cũng không thể được. Tại vì nó sẽ mang một cái tính gì đó, người ta lại hiểu lầm đồn này kia nữa, mình thì là tội nghiệp cho người ta. Cho nên thôi mình tới đó này mình nói thôi em, những cái gì em muốn nói em nói hết rồi, còn chị cảm được tới đâu thì em cũng cảm ơn thôi, chứ em cũng không biết sao vậy. Chứ thực sự là như vậy, nó mắc kẹt hai cái chữ đó đó. Cho nên á, nếu như mình thực sự là một người lúc đầu tốt, một cục 500 thật, nói xin lỗi nha, mình có đuổi người ta không có đi đâu. Chứ bây giờ đừng có nghĩ cách như thế nào để giữ người ta lại. Hãy thả người ta đi đi. Đi lân quanh cho đời mỏi mệt rồi là cũng về đây mà thôi. Nó giống như cái quy trình Kim Sao Nhu cũng vậy. Mình hiểu các bạn trẻ mà vô tới đây rồi học là giá trị lắm, tốt lắm, thay đổi dữ lắm. Nhưng mà người ta vẫn đi kiếm tiền. Cho nên người ta chạy, học mới tới đó giữa đoạn à, bỏ chạy đi kiếm tiền tiếp tục. Rồi sau đó là quay về, tại vì chạy đi đi mình cũng không có nói gì hết. Đến khi quay về mình rất là mừng, giống như là một đứa con mà nó bị dạ trôi, bây giờ nó quay lại vui lắm, đón nhận nó liền à. Chứ không có trách móc gì hết trơn, không có chửi mắng nó gì hết, giống như là y chang như một đứa con mà giờ nó đi bụi vậy đó, làm bộ la la nó vậy thôi, cho nó về mình muốn cần chết. Đó mà có được gì cho mình đâu, nó về đôi khi nó cứ hỏi hoài mình còn mắc mệt nó đúng không? Nhưng không đủ tình yêu lớn á, mình không có đón đâu đó. Đừng nói gì, còn hệ thống thử coi. Em đang ở bên hệ thống đó mà qua bên đây học thôi là tự nhiên nó out ra khỏi nhóm, nó em đồ phản bội rồi, sao mà kỳ cục vậy? Hệ thống như vậy thì không phát triển được. Cho nên một cái người leader đừng bao giờ nghĩ cách mà giữ người ta lại, mà hãy thoải mái đi. Anh đi đi. Đi đi. Cái chỗ nào mà hơn á thì anh đến, mà chỗ nào thua anh cứ quay lại. Tại vì sao? Đi tìm một con đường mà rất cần cái đầu. Còn trái tim để là đây, đừng có nghe cái tiếng nói trái tim nó nói bậy đó, tại vì trái tim nó ba hồi lắm. Lúc mà vui á thì nó dâng lên, mà lúc cái buồn nó tụt xuống. Nhưng mà cái não này nào phải lạnh lùng để mà đón nhận đi cho nó đúng. Đó là hai chữ hệ thống. Cho nên là trả lời lại với Cương á, đừng có tìm cách để giữ người ta, mà hãy tìm cách để lắng lại mình, và hãy biến mình, hãy làm như thế nào á, mình thực sự là một cái 500, thực sự là một cái gì đó tỏa sáng, thì lúc đó đó sáng mà thì mọi người ta tìm đến. Còn bây giờ mình đang tối thui mà mình tìm cách mình níu mình kéo người ta thì cái đó nó bất ổn. Trong hôn nhân gia đình cũng vậy. Nếu mình đủ thiện lương, mình đủ thiện lương và mình đủ cái độ yêu bản thân của mình có tình yêu với chính mình, thì cái người chồng đó họ có đi đâu chăng nữa, cho dù bị cám dỗ kiểu gì chăng nữa, không bao giờ họ bỏ được mình đâu. Trừ khi mình bỏ người ta thôi. Có đúng không à các bạn à? Mình nói thiệt cho các bạn nha, thấm lắm đó, chứ không có đùa đâu đó. Cho nên cuối cùng lại á, nhớ lại cái lời dạy của Chúa là gì ạ? Lỗi tại tôi. Đừng có tìm cách níu kéo họ khi họ đã ra đi.
và mình dạy, mình đào tạo cho người ta đã đời rồi người ta bỏ mình đi. Như vậy thì coi coi mình đào tạo họ như thế nào. Vậy thôi à, phải biết ngồi lắng lại. Hít thở sâu vào đi, ngồi lắng lại. Lắng lại mà vẫn chưa thấy cái gì, ngồi tiếp. Ngồi một ngày không thấy, ngồi một tuần, các bạn sẽ thấy hết. Đó, thử đi. Và thực sự mà nói là như thế này, ai cũng nói là dạy định hướng, ai cũng nói là dạy chuyển đổi tư duy, nói tùm lum hết. Nhưng mà cuối cùng là gì ạ? Dạy người ta đi kiếm tiền và biến người ta thành một con người đức hạnh tốt thì không biến, biến người ta thành đại bàng. Trời đất ơi, con người mà đang tự nhiên biến thành đại bàng, biến thành con vật, ngộ vậy. Tự nhiên đang con người hiền lành thánh thiện để cho cái chân thiện mỹ của mình, để cho cái trí huệ mình nó phất, thì lại không biến, biến mình thành chiến binh. Trời ơi, nghe thấy ớn quá vậy. Thì hỏi làm sao mà mình có được bình an, có đúng không ạ? Chiến tranh thì không bao giờ bình an đâu, chỉ có hòa bình mới bình an. Đấy, cho nên làm như thế nào để có một hệ thống tốt, hãy nhớ lấy, mình phải có định hướng rõ ràng. Cái định hướng này ở đâu mà ra, phải ngồi lắng lại. Và mình nói luôn cho các bạn biết cái quy trình Kim Sao Nhu này nè, không phải Kim Sao Nhu không biết kinh doanh đâu. Nếu như một khóa học mà bèo bèo ngoài kia nó chém người ta 500-600 triệu thì ở đây cũng có thể làm được, chém người ta ít nhất cũng phải vài 3 tỷ, dư sức làm được chuyện đó. Nhưng mà ở đây không, lấy 25 triệu cho nó vui thôi chứ không có quan trọng gì hết. Nhưng mà học cả đời cũng vậy. Thì em thực sự là chạm đến em, bởi vì là em cũng là người kinh doanh hệ thống trong nhiều năm. Khi mà em bắt đầu vào kinh doanh hệ thống thì em làm rất là mãnh liệt, tức là trong khoảng 2 năm đầu. Nhưng khi em làm rồi thì em bắt đầu nhận thấy xung quanh mình mọi người không có tiền, và không phải là hoàn toàn có sức khỏe như là những cái mà họ nói. Và em còn nghe được một người cô rất là em tin tưởng, cô nói rằng: chị ơi, chị đừng kinh doanh hệ thống bởi vì kinh doanh cái này rất là nghiệp. Vâng, em xin lỗi là nếu mà nói ở đây mà có động chạm đến ai thì em cũng xin lỗi. Em cũng lúc đấy em thực sự không hiểu là nghiệp là như nào. Thì cô có nói rằng là khi các anh các chị nói những điều mà người ta không thực hiện được đúng như thế thì có đúng là nghiệp không ạ? Là và bắt đầu đến năm thứ 3, em làm được 5 năm. Bắt đầu đến năm thứ 3 là em chững lại, gần như em chỉ đi học và em chỉ ngồi nghe mà em không làm nữa. Và tất cả các anh các chị thủ lĩnh ở trên đều nói rằng: sao đang làm mãnh liệt thì tự nhiên dừng lại. Em không thể nói được, không thể mở miệng ra nói được, bởi vì nó cứ ngáng vào trong cổ họng mình. Tức là mình là cái người thực sự là mình cảm thấy nó không được những cái điều như mình nói thì mình cảm thấy vô cùng xấu hổ. Các bạn không có tiền, mình thì lại còn mất tiền cơ. Mình cứ bao bọc hệ thống mà mình còn mất tiền. Và em cảm thấy vô cùng là xấu hổ. Và cuối cùng là sau 5 năm thì em có rời. Trước đây em làm Vision. Và thậm chí là các bạn còn nghĩ rằng em phản bội. Các bạn còn nghĩ là em phản bội. Không, em không sợ. Bởi vì em chọn cái con đường đúng đắn của em. Và đến ngày hôm nay thì thực sự là em vô cùng hạnh phúc. Bởi vì em tìm được quy trình của cô. Em cũng cho rằng em cũng là đâu đó cũng là người có phúc đấy ạ. Vâng, cho nên em tìm được cái quy trình này. Và ngày hôm nay em đi gieo duyên. Và em đi chia sẻ bằng tất cả những cái mà như hạnh bố thí của Phật đã nói, thì em cảm thấy vô cùng tự tin. Ngày hôm qua sau khi em học xong buổi 3, em chia sẻ, tức là các bạn đã vào Zoom rồi, em chia sẻ ngay với các bạn. Thì ông xã em bảo: thôi em ơi, giờ này muộn rồi, để cho các anh các chị ngủ. Bảo không, em phải nói ngay, phải nói ngay. Bởi vì lúc này mới là cái lúc mà em cảm thấy cái cảm xúc của em nó dâng lên như thế này. Em nói luôn với các bạn rằng vô cùng tuyệt vời. Nếu các bạn không đón được quy trình này thì đúng là các bạn đúng là quá thiệt thòi. Và mình cũng là người có lỗi nếu như không giúp được cho các bạn biết được những quy trình này. Và bất kỳ với ai, em cũng đưa ra những cái thực sự cái lời xúc cảm của mình như vậy. Mà em nói em cảm thấy vô cùng tự tin và tự hào và khẳng định. Bởi vì em đã nhìn thấy rồi qua cái bài số 2 của cô. Mình nỗ lực nhiều năm lắm cô, mà cũng không được cái kết quả giống như là mình mong muốn. Mà nhiều khi mình còn lôi những người đồng đội của mình là lúng xuống giống như mình đó cô. Mình thấy thương lắm. Nhưng mà ngày hôm nay thì là em thấy được là cái sự chọn lựa nó thông minh hơn là cái sự nỗ lực của mình. Thì em đã có một cái sự chọn lựa mới cho em. Mà ngày hôm nay em thấy là mình có những cái giá trị để mà mình trao đến mọi người bằng cái tinh thần với mình. Cô thấy rằng giá trị của em là cô đã cảm nhận được rồi. Và em đi gieo giá trị rất là, nói chung là có một cái gì đó cô cảm thấy nó rất là đáng yêu. Nhưng mà bây giờ cho cô hỏi nhỏ cái này, cái lâu lắm rồi nhưng mà cô không có hỏi câu này.
Dạ. Tôi được biết em là một cái thủ lĩnh lớn ở Moskin. Và em là một cái, ở dưới em là có một hệ thống, em làm cả, cũng cả 5 năm đúng không? Ở dưới là một rừng người luôn. À, như vậy thì cô được biết ở bên đó nó có một số người họ ích kỷ lắm. Thấy cái người đồng đội của họ đi học chỗ khác là họ níu lại, họ không cho. Họ vô đó họ giống như là kiểu là sợ đi rồi mất rồi này kia kia nọ đó. Nhưng mà riêng em vì sao á, em dám nhổ ra mà em ra đi. Em nghĩ là tại vì chắc đâu đó ở trong cái mình cũng còn cái sự tỉnh thức của mình đó cô. Và mình cảm nhận được là những cái gì mà họ chưa có thấy được á, mà mình có cái cơ duyên để mà mình thấy trước họ đó, mình cứ đi học đi. Thì nhiều khi là mình muốn đem cái kiến thức đó về đó thì cái người lãnh đạo trên mình nữa đó thì người ta không đón nhận. Thì họ sợ là mình sẽ dẫn dắt là đi theo một cái môn phái nào đó hay là một cái hệ thống gì đó thì người ta bảo vệ. Thì nếu mà giống như vậy thì không sao, thì em biết là mình cứ đi cái giống như là tôi yêu bạn. Em cũng học được một cái câu là có nghĩa là như vậy nè, có nghĩa là em chấp nhận em đi giống như con chim cánh cụt ở trong cái câu chuyện mà hôm bữa kia cô nói vậy đó, đúng không? Em cứ đi và em vẫn sẵn sàng đón nhận đồng đội của em theo cùng cái gì đầu là như thế. Công nhận cái gì cũng vậy thôi à, người phải có một cái người hy sinh lúc ban đầu. Còn nếu mà chỉ đứng lại thôi vì như thế nọ thế kia, vì người ta nghĩ tôi thế kia thế nọ thì không có được cái gì hết, và cuối cùng lại lúng ở tại đó mà thôi. Vì sao mình nói lên cái câu này? Có một chị nói với mình á, chị Thúy Nga đó, chị Thúy Nga là giám đốc ở bên cái chỗ thẩm mỹ đó, cũng lớn ở Sài Gòn á. Chị nói mà mình rất là tâm đắc. Chị nói là đi học nhiều lắm, đi làm lắm, mà bây giờ ha, Nga thấy là vô trong đó rồi á, bây giờ Nga đang có hưởng thụ thu nhập thụ động đó, nhưng mà những cái người ta vô với Nga, người ta tốn tiền chứ người ta không có tiền, cho nên là thấy chán dứt lắm, cho nên là Nga ngừng lại. Và Nga thấy là đi vô đây nè, kiểu gì thì kiểu cũng giúp được cho người ta, nó có cái tâm an, người ta khỏe cái thân đó, là thấy có phúc rồi, là Nga thích đúng cái câu đó của chị chia sẻ. Cho nên mình muốn nhấn mạnh lại các bạn chỗ này, thật ra các bạn có bán cái gì cho chăng nữa, nó cũng chỉ là một phần nhỏ xíu trong cái góc phần, trong cái phần ăn uống thôi, không có thể nào thuốc chữa bệnh được đâu đó. Mà bây giờ mình cứ lao vào đó, mình nói, mình quảng cáo rằng là bán cái đó, uống hết bệnh nọ bệnh kia, đưa người này người kia ra,